Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube của hai anh em tụi mình nha. Thì trưa hôm nay là buổi trưa 22 tháng 1 ha. Thì chị Hồng Loan cũng đang trên hoa viên. Trưa hôm nay chị cũng đã mang rất là nhiều hoa bánh để lên hoa viên cúng cho chú Năm, nhân dịp cái lễ giỗ đầu của chú anh chị ha. Thì có vợ chồng anh Sang cũng như là nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng đã lên hoa viên để thắp nhang. Đó, thì chị Hồng Loan cũng đang trên đường trở về nhà ha. Thì trên trang cá nhân của mình rất là mới, chị Ni cũng vừa đăng tải một cái tấm hình đang ở tại sân bay Incheon của Hàn Quốc. Và chị có viết một cái đoạn như này: đang chuẩn bị ngồi thưởng thức đồ ăn ngon với cái đụng đói meo. Thì một anh chàng đẹp trai ơi là đẹp, nhìn mắt mình trìu mến và ánh mắt thẹn thùng. Cuối cùng nhận câu hỏi: bạn mua bánh này ở đâu? Ôi là trời, tụt mút quê nha, tự tin quá không nhìn lại mình có khi là thành tự xa kkk. Ở đây là chị Ni cũng đang thì bên phía con bì xào của chú anh chị đó. Thì hiện tại là chị Ni cũng có một chuyến bay gấp về Việt Nam, về Sài Gòn để dự lễ giỗ đầu của chú Năm Vũ Linh. Thì sáng hôm nay thì cũng có rất nhiều các giỏ hoa của cô Thoại Mỹ, anh Hai Vũ Luân cũng như một số cô chú anh chị khán giả đã gửi tới để cúng cho chú Năm nha. Thì ngày mai lúc sáng, mới sáng hôm nay thì anh Sang mới chia sẻ với mấy anh em tụi mình là ngày mai là chị Hồng Loan sẽ dựng rạp và sẽ làm 8 bàn để chiêu đãi các cô chú anh chị khán giả gần xa. Đó, thì chị Hồng Loan lúc này khá là tất bật ha, khá là tất bật để lo cho cái đám giỗ của ba của mình một cách thật là chu đáo. Đó, bên phía bên kia của chú chị ơi, bên phía bên con ve hiện tại cũng đang có những cái động thái khá là bất ngờ ha. Bên phía con ve thì nghe nói đâu là giỗ đầu của chú Năm. Bên phía con Kim Hô á, nghe nói là đang làm đâu tầm 30 bàn tiệc. Một điều thật sự rất là cười ha. Không biết đây có phải là cái chủ mưu của con Kim Hô hay không, hay là bên phía ông Khọt Xèo với lại bà Xích, bà Xích là tư vấn, là quyết định làm một cái giỗ đầu thật hoành tráng cho anh Năm. Để làm gì? Để quyên góp tiền của chú anh chị. Đó, tại vì khá là lâu rồi không có một cái dịp gì để mà họ có cơ hội để mà làm cái quyên góp tiền từ thiện, quyên góp đám giỗ chú Năm. Trong khi đó bên phía chị Hồng Loan chị kêu gọi tất cả cô chú anh chị khán giả là tới với tấm lòng chân thành thắp cho ba của con một nén nhang là vui rồi, còn không yêu cầu một cái khoản nào là tiền phung điếu nha cô chú anh chị. Đó, bên kia mọi người thấy, nếu như mà có nhiều khán giả ta nói là nếu mà sau đám tang chú Năm mất mà bà Xích bà vẫn đang còn hiện diện trong căn nhà số 5 thì không biết cái lễ giỗ đầu bà sẽ tiếp tục thầu như thế nào nữa. Thầu tổ chức một cái đám tang, một cái lễ giỗ đầu có lẽ rất là hoành tráng ha, để mà moi móc tiền của cô bác Mạnh Thường Quân. Đó, trên một số hội nhóm khán giả người ta cũng comment rất là nhiều ha. Người ta nói là con ve yêu thương Ruby như thế nào, bà Xích yêu thương chú Năm như thế nào, thì chú Năm cũng yêu thương Hồng Loan như vậy. Đó, mọi người hiểu không? Có nhiều khán giả ta nói là chú Năm là thương Hồng Loan gấp 10 lần, vì Loan là thiếu mẹ nên cậu là dành tình cảm cho con gái của mình là nhiều hơn rất là nhiều. Em có chia sẻ thêm ý gì không? Đó, nhiều cô chú anh chị khán giả ta nói là lũ tụi nó thì yêu thương con vô bờ bến, nhưng không cho người khác yêu thương con của họ, gọi là thứ bất nhân đó của chú anh chị. Chân lý muôn đời vẫn là ve, đó là ve đầu nậu. Đó, thì mọi người thấy hôm trước thì mấy anh em mình cũng đã có nhiều cái video nói về câu chuyện mà họ bây giờ là mỗi khi mà có giỗ quẩy hay là có một cái sự kiện gì là cũng qua nhà bên con Kim Hô nha. Chứ hiện tại nhà ông Bảy hay là nhà bà Xích là không có cái bàn thờ của chú Năm. Đó, mọi việc là dồn hết bên đó. Rồi phía đứng phía sau là có con ve. Con ve đến chỉ đạo, kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Trước đó là cái câu chuyện mà họ quyên góp tiền tô bún bún bò nghĩa tình. Bây giờ hiện tại thì bún bò sắp phá sản rồi chú anh chị. Bây giờ là ế quá rồi, bây giờ không có ai mua hết. Bây giờ họ đang rơi vào cái thế đường cùng luôn rồi. Đó, thì chị Hồng Loan cũng đang trên đường ở Tinh Mộ trở về nhà để tiếp tục chuẩn bị đồ đạc và lên cái danh sách khách mời để tổ chức cho cái lễ giỗ đầu ngày mai.
tại nhà riêng số 5 đường Đoàn Thị Điểm. Đó, trên trang của chị Lộc Vườn Cây cũng có một cái bài viết cũng khá là hay ha, muốn xin muốn chia sẻ cho cả nhà ha. Sắp dỗ chú, con biết từng đó khán giả thì chú sẽ rất là nhiều hoa và bánh. Con mới nghĩ sinh thời chú luôn sống đẹp, lo cho mọi người, lo cho thế hệ đàn em. Nên con nảy ra ý thay vì mua bông trái thì con gửi đến quỹ giúp nghệ sĩ nghèo và con tra từ khóa hỗ trợ nghệ sĩ nghèo. Tin đầu tiên mà con tìm thấy là một bài báo của báo Sài Gòn ngày 21 tháng 7 năm 2006, đêm diễn gây quỹ gần 20 năm trước. Lướt xuống tìm thông tin tài khoản thì con sững người, thấy tên chú và cô Phương Hồng Thủy, hai người duy nhất trong số 30 nghệ sĩ biểu diễn được nêu tên. Con bật kêu, ôi chú, người ta nói với con là chú rất linh thiêng, tưởng nhớ chú. Kèm theo một cái tấm hình là một cái bàn thờ được chị Hồng Loan cũng như là chị Ba Bình Tinh đã nhờ mấy anh nghệ nhân khắm hoa tới trang trí cái bàn thờ cũng khá là đẹp và khá là trang trọng của chú chị. Đó, mọi người thấy không? Trước đây khi mà còn sống là chú Năm cũng làm rất nhiều công việc thiện nguyện, giúp đỡ những cái mảnh đời nghèo cũng như là giúp đỡ những người nghệ sĩ nghèo. Để cho đến ngày hôm nay là tiếng thơm của chú vẫn còn lưu giữ muôn đời. Đó, đám tang của chú hơn một năm đến nay, nhưng mà tình cảm khán giả gần xa và người yêu mến, yêu thương dành cho cậu khá là lớn ha. Khi mà ba cha mất đi thì còn lại đứa con gái duy nhất của cố nghệ sĩ, thì cho đến bây giờ vẫn nhận được cái sự yêu thương, giúp đỡ, ủng hộ của đông đảo cô chú anh chị khán giả gần xa. Từ cái câu chuyện về Hồng Loan mà cái shop Bun Bun, shop Hồng Loan, hoặc là công việc đi đóng phim, đóng kịch. Và bây giờ Hồng Loan là đi đâu là máy quay chị đến đó, mọi người gặp là tay bắt mặt mừng. Chứ không phải như bên phía con ve bây giờ đến đâu là bị khán giả người ta chạy chay đến đó. Bây giờ họ hối hận cũng không kịp rồi cô chú anh chị. Đó cũng vì chữ tham, chữ vì cái ý đồ muốn chiếm căn nhà số 5. Và bây giờ hai mẹ con của họ đang rơi vào cái thế đường cùng, thật sự rất là khó khăn. Và mấy anh em tụi mình thì cũng liên tục có mặt trước nhà chị Hồng Loan để cập nhật hình ảnh các cái giỏ hoa, những cái giỏ quà mà các cô chú khán giả gửi tới cúng chú Năm. Và đặc biệt là trong sáng mai thì cũng không thể thiếu được anh Hai Vũ Luân. Chị Ba Bình Tinh thì cũng đang đi show ở miền Tây, nhưng cũng sẽ tranh thủ về tối hôm nay. Và ngày mai thì cũng không thể thiếu chị Ni đang ở sân bay Incheon của Hàn Quốc, đang bay về Sài Gòn gấp trong buổi chiều ngày hôm nay. Cũng như là Master Quốc Thanh, những nhân vật rất là thân thiết và quan trọng của chị Hồng Loan. Đó, trong cái bản tin trưa hôm nay em xin cập nhật một số thông tin khá là nóng gửi đến tất cả các anh chị. Đến đây em xin tạm dừng cái video. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Cho em xin một lượt like, lượt đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.